Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến nha. Hôm nay là bên Mỹ, ở Cali em là 29 Tết rồi các bạn, tức là ngày, ủa hôm nay là ngày mấy? Tức là ngày 8 tây tháng 2 năm 2024, nay là ngày thứ 5. Chúng ta chỉ còn có một ngày nữa thôi là ngày mai, tức là 30 Tết. 30 đêm pháo giao thừa có nằm trong bốn vách tường. Cái bài này các bữa tưởng là Ngọc Trinh phải ca cái bài đó rồi các bạn. Ai nhẹ đã được về vui quá ha. Nói chung là mọi người ai cũng có một cái con số mệnh, cũng có một cái lỗi lầm của mình. Nếu như mình học được cái bài lỗi của mình mà mình được qua được hết tất cả thì mình học được cái lỗi của mình làm lại từ đầu, thì cái đó là đáng để mà noi gương. Thì hiện tại bây giờ thì em đi ra ngoài khu Bô Sa Phước Lộc Thọ để mà mua một chút bông, rồi em cho các bạn tham quan những cái cảnh ở ngoài đó, coi như là không khí mà 29 Tết đó, coi nó như thế nào luôn nha, coi không khí nó như thế nào. Thì giờ thì còn chừng sáng cho nên cũng có thể là không có đến nỗi nào đông lắm, nhưng mà cũng có thể rất đông, tại vì ai cũng đi mua sớm hết cả. Thì hôm nay em đi mua bông. Giờ trước tiên hết ghé mua cà phê bông rồi cho ổi cho mấy chị ngoài tiệm cà phê nè các bạn, ổi em hái cho mấy tiệm cà phê, rồi ổi này ổi nhà nha các bạn. Rồi sau đó mình mua bông rồi mình mới chạy vòng vòng khu thương xá, vòng vòng khu Bô Sa để coi nó như thế nào. Rồi mình sẽ đi lên thăm mộ, tả mộ mẹ của em. Em cho các bạn xem cái nghĩa trang luôn. Nếu như ai chưa xem nghĩa trang bên Mỹ như thế nào thì bây giờ mình sẽ xem. Và mình sẽ có những cái toàn cảnh mà ngoài đường Bô Sa. Trời đất ơi, 30 Tết người ta mua gà vịt quá trời luôn các bạn ơi. Người ta ship hàng mua gà vịt quá trời luôn, quay không kịp. Quay không kịp cái cảnh đó luôn. Cũng may là hôm qua em đi mua gà rồi đó, hôm nay mua là thua rồi. Trời ơi, có mấy chục người đứng ở trước cửa để mà mua gà đó các bạn. Kinh khủng quá. Hên quá hôm qua mua gà rồi. Không thôi là mệt. Nay xếp hàng đông lắm, chưa chắc gì có gà cho mình mua. Hiện tại là cái đường này là cái đường Bô Sa nha các bạn. Đường này là cái đường Bô Sa. Ở đây gà vịt ở đây thì không ai mua. Có tiệm đây nữa nè, trắng tanh nè, còn đằng kia thì nó đông quá trời luôn. Ở trên đường này đây nó có hai tiệm gà vịt sống nha các bạn, khúc đường Bô Sa với đường Beach á, giữa đường Newland với Bô Sa, trên đường Bô Sa mà giữa Newland với Beach á, sẽ có hai tiệm gà vịt sống. Thì cái tiệm các bạn sẽ đi về hướng đường Beach á, từ đường hướng Lộc Thọ về hướng đường Beach á, nó có tiệm bên phải nó có một tiệm gà vịt sống, nhưng mà nó rất là ế. Và cái tiệm gần ngay đường Beach sát bên cái góc đèn, gần đèn đỏ luôn á, thì nó rất là đông. Hồi nãy em quẹo thôi, em thấy là mấy chục người đứng ở trước cửa đó các bạn. Kinh khủng thiệt. Mà Tết thì phong tục chúng ta mua gà làm gì ta? Em chỉ biết Tết á, là phong tục á, là mình mua cái thịt heo nè. Thịt heo là quan trọng nhất để kho nè các bạn. Thịt heo, trứng hộp gà nè. Trời đất ơi, hai cái đó mà hôm qua em đi Costco mà của Business đó các bạn, không còn một trứng nào luôn. Việt Nam chúng ta ở đây lớn quá, mua sạch hết luôn, không có một cái trứng nào luôn. Kinh khủng thiệt. Đó. Thì bây giờ trên đường là mình sẽ đi tới khu chợ ABC. Thì mình sẽ đi vào đó mua bông nè, rồi mua cà phê nè. Đó. Rồi sau đó em sẽ đi cho các bạn tham quan cái cảnh tượng như thế nào. Các bạn biết là cái mùa Tết này ở bên đây người ta du lịch ra rất đông, cho nên các bạn đi mà có ai chưa nghe những cái tin mà về bên Cali này đó, thì bây giờ hiện tại đó những cái vụ mà đập kính xe nó rất là cao, nó rất là nhiều. Cho nên khi mà mình đi tới cái khu khuất Phước Lộc Thọ này đó, mình đừng nên để những cái gì trong xe nha các bạn. Để đồ trong xe là nó vô nó quất cái rầm rồi coi như là mất. Đó, mất liền ngay tại chỗ. Nó làm nhanh lắm các bạn. Nhất là mình đi buổi trưa đó, buổi sau buổi chiều, buổi trưa trưa chiều chiều đó là bắt đầu tụi nó ra dữ lắm. Còn sáng sớm thì giờ nó còn ngủ, cho nên nó chưa có hoạt động. Tụi nó ngủ buổi sáng, nó làm việc buổi chiều với buổi tối. Thì đa số tâm lý là vậy đó các bạn, thấy không? Đó, cái khu đây mình đang đi vào khu của chợ ABC đây, khu Bô Sa. Đường Bô Sa mặc dù là ngày thứ bảy này đây, mùng 1 Tết ở khu này đây sẽ có những cái cuộc diễn hành nha các bạn. Cho nên buổi sáng ai mà đi ra đây rất là đông, sẽ không có chỗ, nó không có cho mình chạy vào đâu, đông đông lắm. Đây là cái khu Bô Sa nha. Thì anh vô gia cư ở đằng trước đó, là ảnh là tên là anh Thanh. Ảnh đẩy xe vòng vòng vậy đó các bạn, đi xin tiền vậy đó.
Đó là anh Thanh đó các bạn. Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Bây giờ mới sớm thôi mà nó đã đông như vậy rồi đó. Không có chỗ mà để mà đậu xe luôn mới ghê chứ. Ở đây có chiếc đang ra nè, mà nó dê xe tùm lum y xèo hết. Đó thấy chưa, 29 Tết thì chưa, mới có chưa được 9 giờ sáng nữa mà nó đông như vậy rồi đó. Trời đất ơi, đông quá. Để coi có ai giành xe với mình không. Rồi thằng kia nó vô rồi, nó giành trước mình rồi. Mình bị kẹt chiếc xe ở đây. Thằng kia nó giành rồi. Thằng đó nó giành mình rồi. Mình không có vô được. Thôi mình chịu khó qua đây mình đậu đi các bạn. Ở đây mà mình không có thế vô là mình thua. Thấy không? Thua trắng luôn. Đó, đây có chỗ nè. Rồi có đậu đại ở đây đi. Giờ mình chịu khó mình dê mình đi bộ thôi, phải không? Chứ không thôi là nó giành giật của mình hết. Đó. Ây da. Vô, cứ vô, cứ vô. Ở đây bây giờ nó giành xe dữ lắm. Ok, mình có đậu đây. Rồi mình đi vô mua đồ, cái mình chạy ra liền nha các bạn. Cho tiệm ven có đầy đủ đồ hết rồi nha. Ủa hôm nay 29 Tết rồi. Quá trời. Ây da, các bạn biết gì không? Hai xe quẹt quẹt quẹt, cái gì chửi y xèo hết. Hôm nay ra đông quá trời đông luôn. Mua được hai chậu bông mà không có kịp quay bông luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi tham quan nha các bạn, đông lắm các bạn ơi. Nè, mời các bạn miếng cà phê nha. Ngon quá. Hay trời ơi. Bây giờ giọt. Trời đất ơi. Hả? Không biết có ai sau lưng không? Cái camera nó che hết rồi. Nắng quá nó chói, che hết rồi. Rồi hên quá không ai. Tại mình ra mình không thấy đường rõ là mình ngủ rất là nguy hiểm nha các bạn. Rất 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 là nguy hiểm. Đây, đó ra được rồi đó. Vậy bây giờ mình sẽ đi tham quan cái khu mà cái gì đào hoa trận. Cái này là phải nói là bao xa ai cũng dành đậu xe hết đó các bạn. Bây giờ là ai ra đây là đều dành chỗ đậu xe hết. Chạy quá trời chạy. Đó, thấy đi bộ đông chưa? Trời đất ơi, cái không khí gì đâu. 29 Tết rồi. Đó, bây giờ đậu. Thằng quẹo, thằng chạy, thằng thẳng. Bây giờ mình đi nguyên một vòng, khoảng qua cái đường đi bộ cho anh xem các bạn thấy nha. Đây, mình đi đây. Hình như có mấy sư cô đem đồ ra bán nữa kìa các bạn. Có thấy ở đằng trước đó. Thấy sư cô đem đồ ra. Bông các bạn biết á, các bạn muốn mua bông rẻ đó, ra đây mua mắc lắm, mua rẻ thì vô Costco. Mà tại vì cái lý do đó là em không có thời gian để em đi Costco. Không thôi em chạy vô Costco là nó sẽ rẻ hơn. Đó, các bạn thấy đông cỡ nào chưa? Đông lắm. Đấy, sư cô bán nè các bạn, sư cô bán bông rồi đó. Thấy không? Bây giờ nè các bạn coi nè. Đó. Cái không khí Tết như thế này nè các bạn, đi qua ngày mai chắc chắn là ở đây sẽ có những cái tiếng pháo nổ rum 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 rộ rộ luôn. Có sẽ có những cái tiếng rum rum rộ rộ đó các bạn. Thì các bạn coi ở đây nè, cái chỗ bên đây đó, bên đây các bạn thấy cái những treo lồng đèn đó là cái chỗ đó bán trái cây rất là rẻ. Thì hôm bữa em có quay trên short á, nằm quay cái tiệm này đó các bạn, tiệm bé Hai á. Ủa bà Hai chứ không phải bé Hai. Bên đó các bạn thấy không? Tết rầm rộ ghê chưa? Đông đảo. Trời đất ơi, quá dữ quá dữ. Xe đồ chạy y xèo luôn. Xe đậu giữa đường tấp nập luôn. Cái này mà chạy không cẩn thận coi chừng bị nó quẹt cái nha các bạn. Đó các bạn thấy chưa, cái khu nè, đó khu chợ nè, ABC. Hồi nãy đang mua bông có cái chú kia nói lọc lê. Trời đất ơi, mừng quá có người nhớ mặt mình. Không biết nhớ mặt đôi tiền là gì. Nói trời chị bữa các bạn thấy không khí chưa? Không khí những ngày Tết chưa? Đó. Mới có 29 thôi nha các bạn. Ngày mai các bạn ra đây còn đông kinh khủng nữa. Đông lắm, đông lắm. Đó, thấy không khí chưa? Quá đã luôn thấy không? Đó, cái này là khu chợ ABC nha các bạn. Đó, bà con lựa nhau nè. Các bạn chạy vô đây chạy đi những lane này cẩn thận nha. Tại người ta đi bộ, người ta không có... Người ta đang lựa đồ, người ta không có để ý tới mình đâu. Cho nên mình phải chạy cẩn thận. Đó, các bạn thấy chưa, đông ghê chưa.
đông quá trời đông luôn. Nó trái cây giờ hình như nghe đang nghe những cái tiếng nhạc, tiếng pháo, giờ tiếng nhạc những anh đang ca ngoài phố nữa các bạn, ca đường phố. Ai ca đây? Đó, đã chưa, nghe tiếng nhạc thôi mà không thấy anh ca sĩ đứng đâu hết. Anh ca sĩ đường phố đâu rồi? Anh đứng đâu anh ca vậy? À, anh ca sĩ đường phố này đây nè. Đó, anh ngồi đó, anh ca. Đông quá trời đông. Mình thấy không? Cái khu bên đó đó nó đông, mà mình qua tới đây thì bắt đầu cái nó vắng. Đấy, bây giờ mình tiếp tục đi. Mình ra những cái khu cho các bạn coi, những cái khu này các bạn thấy bên đây là có những cái ông sư đứng khất thực đó, thấy không? Có một ông sư đi chiếc xe BMW còn mắc tiền hơn xe em nữa đó bạn. Mà không biết Phật tử cho hay là mình tự mua, chắc là chắc Phật tử cho quá. Phật tử kia bên đây người ta hay cho những sư mà cho nhà, cho cửa luôn các bạn. Các bạn tin mấy vụ đó không? Đó, thấy chưa? Khu ABC là nó vậy đó. Đông quá trời đông. Kinh khủng ghê luôn á. Bây giờ là mình chiến trường, mình sẽ đi tiếp tục cái con đường kế tiếp. À, bông đồ nó nghiêng ngả. À, rớt cái bông của em rồi. Thôi lỡ rồi, dịnh đâu được đâu. Sorry. Bây giờ mình đi qua ngang qua cái khu Bô Sa nha các bạn. Đây, bây giờ mình đi ngang qua khu Phước Lộc Thọ đây, các bạn thấy đây nè. Đó, đằng trước đây là cái đường khu Phước Lộc Thọ nha các bạn. Đường này là đường gọi là đường Bô Sa. Đây là ông Đức Thánh Trần. Trong cái khu này thì nó còn hơi vắng hơn cái chợ ABC. Chợ ABC thì nó quá đông đi. Đó, khu này khu Phước Lộc Thọ đây. Thì cái khu này thì nó hơi vắng một chút. Trời, ai bóp kèn lia lịa vậy trời. Đây nè, bên phải các bạn đó, đó là cái chợ Tết. Chợ Tết, chợ Hoa đó các bạn. Thì dê liều vậy đó, thì chợ Hoa ngày mai, hôm nay là ngày cuối rồi. Hôm nay là ngày cuối chợ Hoa rồi, các bạn thấy bên tay phải của bạn đó, thấy cái bảng để là January ngày mấy ta? 18 hay là 8 gì? Ngày 18 cho tới ngày 8, cho nên hôm nay là ngày 8, là ngày cuối rồi các bạn. Hôm nay là ngày cuối nhà của để chợ Hoa rồi nha. Chợ Hoa hôm nay là ngày cuối rồi đó. Wow, nhộn nhịp quá. Thấy bà con ăn Tết không sao. Cái mùng 1 Tết mình đi ngang cái khu này chắc chắn là nó rất ô, mùng 1 Tết đây diễn hành các bạn. Mùng 1 Tết là ở đây diễn hành. Cho nên các bạn ra đây không có được đâu. Thì các bạn đi Uber ra hoặc là mình đậu xa mình mới đi bộ được. Mà mùng 1 Tết này thì không biết có thời gian để mà dẫn mấy đứa nhỏ ra đây hay không. Em cũng bận rộn nữa. Có buổi sáng thì bận, xong rồi buổi trưa trưa có tiệc tùng nữa các bạn. Trời đất ơi. Đó, cái đây là có không khí của đường Bô Sa mình nha các bạn. Đây, đó, cái đường này, trên đây cái đường này đổi là đường Sài Gòn này nè. City of Westminster, đường Sài Gòn. Rồi, ơi, người đi bộ. Đường Moran này là sẽ được trở thành đường gì đây? Chưa thấy để tên. Đường tự do, rồi đường Moran là cái để chữ ở dưới nha thôi các bạn. Chứ không phải là đường, chưa đổi lên đường tự do ở trên. Chỉ để các bạn cái chữ nhỏ ở dưới thôi. Là đường tự do. Đó, bây giờ mình sẽ đi thẳng tiếp tục. Coi cái không khí Tết Việt Nam nó hào hứng như thế nào. Lúc trước thì em đi quay cho các bạn xem cái Tết Việt Nam mà của Âu Hải Tết Tây cho cái khu này luôn, mà nó vắng tanh nè, không ai thèm ăn Tết Tây hết. Tết Việt Nam rất là đông vui. Bắt đầu từ ngày mai, ngày mốt là sẽ đông lắm các bạn. Mấy ngày Tết mà. Thấy ai cũng ăn Tết thấy vui mừng quá. Phải không? Tết năm này tôi không về Việt Nam thăm đồng quê. Nhớ tới Việt Nam á, thấy anh Kim Tử Long anh về tới bển rồi. À, ôm Kim Tiểu Ly rất là dễ thương, rồi thấy đi show đó, có mặc cái áo đầm mà tụi em đã mua cho Kim Tiểu Ly đó các bạn, cái đầm rất là dễ thương. Tổng cộng mua hình như 4 cái đầm, mà Kim Tiểu Ly hình như mà mặc cái áo cái đầm mà trắng trắng thì phải, trắng trắng hồng đó. Đó, rất là dễ thương. Chắc là bà khoái lắm nha. Có nhắn tin anh Long rồi, nhưng mà anh Long đang bận, chắc có lẽ là chưa có ấy được.
đeo cái này vô cho nó đúng một chút, cho nó nghe nó rõ một chút. Đó, vậy đi, đeo vậy cho nó rõ. À, cái cô vô gia cư này đây là hình như là cô bán cái gì của trên chị Thúy Nga có quay cô này các bạn. Đó, cái cô này đây nè, cái cô gì tên gì quên rồi, bớm gặp mà không quên tên cổ rồi. Cô bán vàng mã, cô bán vàng mã, cô giàu lắm mà cổ nghe hay chơi gì hay gì đó. Đó cổ đó, đó cổ đó, chắc cổ đó. Hình như không phải cổ. Chắc phải cổ không vậy? Chắc cổ đó các bạn, đẩy xe đi vòng vòng đó, chắc là cổ rồi, không biết đúng hơn không. Thì cái khúc này đây đó là nó rất là vắng. Nó vắng hơn là cái khúc chợ ABC, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tới cái đường Brookhurst, cái đường Bosa này các bạn đi hoài luôn. Thì cái đường này không là người Việt Nam, khu người Việt Nam ở đây rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ đi tới cái đường Brookhurst. Đường Brookhurst ở đằng trước đó các bạn. Thì mình sẽ quẹo trái đường Brookhurst là mình đi lên tới khu chợ Hòa Bình. Khu chợ Hòa Bình cũng là một trong những cái khu mà phải nói là rất là đông. Rất là đông nha. Bây giờ mình đi lên đây. Đó, mình quẹo đây nè. Thấy không? Cái khu đường này đây là cái đường Brookhurst và đường Bosa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi lên khu chợ Hòa Bình nha. Rồi, bây giờ mình đi đây. Đó. Thì cái đường này đây là cái đường Brookhurst. Thì mùng 1 Tết các bạn ra đây thì các bạn sẽ nghe những tiếng pháo nổ rầm 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 rầm. Này. Bây giờ mình đi hướng về hướng Westminster đó các bạn, thì nó sẽ có những cái khu chợ Việt Nam nữa rất là đông. Rất là đông lắm. Thì mình sẽ đi ngang qua cho các bạn coi những cái điểm, hai cái điểm điểm chánh của khu này coi nó như thế nào. Đó, cái khu bên tay phải các bạn đây là cũng là khu Việt Nam nhưng mà nó rất là nhỏ, nhỏ hơn khu chợ ABC rất nhiều. Chợ ABC thì rất là nổi tiếng rồi, đúng không? Đó, thì ở đây nó còn hơi vắng cho nên mình mua cái gì mình chạy kiếm chỗ vắng thì nó khỏe hơn đi kiếm chỗ đông. Và cái đường đằng trước đó là cái đường Haza. Đường Haza đó các bạn. Cái đường Haza này thì nói chung nó rất là ngắn, nó không có dài. Các bạn đi á, thì cái đầu đường của đầu đường cuối đường của Haza là cái đường Harbor. Và cái đường Harbor chưa cuối, Harbor đi vô chút xíu nữa, Harbor chưa tới Fairview là đã cuối, coi như là đại khách tới đường Harbor là Haza hết. Và đi ngược lại là tới đường Golden West là đường Haza hết. Cho nên cái đường Haza này đây là nó rất là ngắn, nó không có có dài lắm. Thì trên đường đây thì nói chung đại khái cũng hơi kẹt xe chút xíu, tại vì đèn đỏ thôi chứ đông xe thì không có đông. Hôm nay em cho các bạn coi toàn cảnh luôn, thấy không? Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục nha. Đây, mình sẽ đi vào bên trong cái khu chợ kế tiếp đây. Là cái khu này đây là cái khu nó có cũng có nhiều quán tiệm ăn lắm các bạn, nó rất đầy đủ luôn. Bây giờ mình vào đây mình coi có đâu, vắng tanh nè các bạn, không có đông. Và trong đây cũng là khu Việt Nam luôn. Đó, khu Việt Nam luôn các bạn. Vắng ha. Cũng không có đông lắm. Ở trong đây có một tiệm nước mía rất là ngon. À, nó gọi là nước mía dừa đó các bạn, Coco Can á, nó rất là ngon nha các bạn, đông lắm. Mà tới 11 giờ mới mở cửa lận, bây giờ thì chưa mở đâu. Đó, thấy khu này chưa? Đó, vậy đó. Thấy không? Đệ nhất nước mía Viễn Tây hay Viễn Tây thì không có ngon rồi. Đây là khu Việt Nam luôn nha các bạn. Đó. Trời đất ơi, chạy giữa đường thắng. Khu này thì đại khái thì cũng không có đông lắm, không có đông bằng khu chợ ABC. Khu chợ ABC thì vui hơn. Ủa vậy là sao ta? À, có xe đằng trước cản đường. Đó. Thì khu chợ này đây cũng rất là nhiều tiệm nha các bạn. Đó thì các bạn thấy đó, hồi có chị này đây cũng đang dọn đồ ra đây nè, đó, đang dọn đồ ra. Trời ơi, Tết năm này tôi trở về Việt Nam, chết rồi năm nay đâu có ở Việt Nam. Năm nay ơi, thương xa như nhau cuộc tàn.
À, bây giờ thì mình đi đi qua bên cái khu chợ Hòa Bình. Chợ Hòa Bình thì cũng một trong những khu rất là đông luôn nha các bạn. Bây giờ mình đi qua đó đây. Ở đây có mấy cô homeless ngồi đây, mấy cô bác, không biết có phải homeless hay không. Thì nói chung là cũng ở đó. Ok, tiếp tục lên đường. Đây là cái khu cũng là trung tâm của người Việt Nam luôn nha các bạn. Bây giờ mình tiến thẳng tới cái đường Westminster. Đó. Sáng sớm thì mới có 9 giờ sáng thôi cho nên không đông lắm, chỉ có khu chợ ABC á, thì mới đông thôi. Tới trưa 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 chút là các bạn ra đây là các bạn phải thấy là rất là đông, đông tàn canh luôn. Đường Westminster này, đây là đường Brookhurst này, đây có một cái cây đèn đỏ, nó có cái đèn chụp hình đèn đỏ đó các bạn, thì người nào mà đi cái khu này nhớ cẩn thận nha. Coi em có người quen đó đã bị phạt hết năm khoảng đâu 500 đô rồi, thêm cái tiền mà mình đi đi học xóa thiết kịch nữa các bạn, lấy hộp lớp xóa thiết kịch nữa trên 500 mấy đô đó. Thì cái đèn này có mấy cái đèn này, đây là cái đèn này để mà chụp vượt đèn đỏ đó bạn, cho nên mình phải cẩn thận khi mà mình đi tới cái khúc này nha. Bây giờ mình đi vào khu chợ Hòa Bình đây thì phải nhường những người đi bộ đó. Bây giờ mình đi qua đây cái Starbucks đây, lúc cái chỗ khu Starbucks này lúc trước là cái tiệm quán Burger King nó đóng cửa rồi, sau đó Starbucks vô. À, bây giờ mình đi qua khu chợ Hòa Bình đây các bạn. Các bạn muốn ăn vịt quay ngon thì các bạn hãy tới khu này, có cái tiệm Liên Hoa ở đây nè, rất là ngon luôn. Tiệm Liên Hoa đây bảo đảm các bạn vịt quay nhất ngon nhất vùng luôn đó các bạn. Đây bây giờ mình đi vòng qua khu chợ Hòa Bình đây nè, đó thấy nha. Cái này chợ Golden Row, gọi là chợ Hòa Bình. Hồi xưa đó, mấy cỡ hơn cả chục năm giờ, mười mấy năm về trước đó, chỗ này gọi là chợ Đồng Hương. Trước chợ Đồng Hương là hình như chợ Mỹ, lâu quá em không nhớ cái trước cái chợ Đồng Hương là chợ gì mà nhớ chắc là chợ Mỹ đó. Thì bây sau đó đổi qua chợ Đồng Hương rồi bây giờ đổi qua chợ Hòa Bình. Chợ Hòa Bình này bán những cái mắm rất là ngon, các bạn thấy ăn trước đây nè. Đó bán trang trí những đồ Tết này thấy chưa? Đó đã chưa? Đó, sư thầy đồ đi chợ hết. Cái khu này đây thì lúc trước cũng có người bị cướp, bị giật rồi cũng đã bị chết nha các bạn. Hai người đã chết tại khu này. Nó đông dễ sợ chưa? Đông quá trời đông luôn. Nhưng mà cái khu này nó không đông bằng cái khu mà của chợ ABC hồi nãy. Đây, ơi, áo dài được nữa nè các bạn thấy chưa? Bán đầy đủ hết. Thấy không? Đó, áo dài nữa nè, đó hoa nè, trời đất ơi, thấy chưa, vui chưa? Khu này với khu chợ ABC là đông lắm, mà khu ABC thì đông hơn, nổi tiếng hơn khu này. Đó, bà con mua hoa, mua mai, chuẩn bị cho Tết đấy các bạn ơi. Khu này bự lắm. Đó. Bự ghê chưa? Thì trong khu này đây nó có, hồi xưa nó có tiệm điểm sắm rất là ngon, thì bây giờ hình như là tiệm đó là đổi qua tiệm sushi rồi. Bánh mì kẹo Cali đồ nữa nè các bạn, quá trời quá đất, đông lắm, đông lắm. Đó, thấy chưa? Đó cái tiệm sushi đây nè, sushi bar. Bây giờ tiệm sushi, trong cái tiệm sushi này đây, trong đây nó có một đồ ăn thì ok, mà nó có một con người máy. Nó ấy cho nó đem đồ ăn cho mình, nó đem nước rồi cho mình uống đó các bạn, có con người máy á. Và ở đây có tiệm Miniso, mở cửa chưa? Chưa mở cửa luôn. Miniso này là coming soon. Miniso như mở cửa rồi. Rồi chưa, chưa chưa mở. Miniso này chưa mở, con gái nhà em á nó khoái cái tiệm Miniso này lắm nè các bạn. Đó thấy không? Miniso này nó khoái lắm nè, đó Miniso đó. Không biết mở chưa, hình như chưa có mở. Trời đất ơi, sao đậu có một chỗ vậy? Đó, đẹp không? Trời ơi, đậu xe có một chỗ à. Nè, cái Miniso này quay về. Ơ, mở cửa rồi. Ơ, chưa, 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 nó còn che giấy. Chưa có mở. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hết cái khu Việt Nam rồi các bạn.
Nó còn cái khu ở dưới chợ Đà Lạt luôn nữa, nhưng mà không có thời gian để mà đi xuống đó quay cho các bạn. Bây giờ mình sẽ đi lên tả mộ mẹ của em nha. Đó, sáng sớm là bên kia là đường á, là Target. Target đó các bạn, bên kia đường là Target. Trời đất ơi, vừa tới cái bắt đầu đèn nó đỏ. Đây là đèn đỏ. Ok, bây giờ chạy lên thăm tả mộ mẹ nha. Sau khi 10 phút lái xe thì mình cũng đã sắp tới rồi. Cái đường này rất là quen thuộc phải không các bạn? Em hay đi cái đường này, đi hay quay mấy nhiều lần để mà đi đi thăm mộ mẹ đó. Thì hồi xưa cái chỗ này, nếu ai còn không nhớ đó, chỗ này đây đó là cái chỗ mà cái nhà thờ Thánh Linh ở đó thì phải. Sau này họ dẹp cái nhà thờ đi, họ xây những cái nhà này bán có lời hơn các bạn. Đây, thì trên đường này đây là cái đường Lewis. À, các bạn thấy không, ở đây là gần The Block, rồi gần những cái khu nhà thờ kiến này nọ. Đi nhà thờ kiến đi ngang qua mấy biết bao nhiêu lần rồi các bạn. Thì cái khu này đây thì Việt Nam mình ở đây cũng có, nhưng mà cái không khí Tết ở đây thì mình không có thấy, không thấy là có. Đó, đằng trước á, thì các bạn thấy đó là nhà thờ kiến đó các bạn. Nhà thờ kiến này đây là rất là kiến trúc xây bằng crystal. Nó gọi là Crystal Church đó các bạn, Crystal Cathedral Church thì phải. Đó, các bạn nhìn thấy không? Bên tay trái các bạn đó. Bên tay trái các bạn là cái nhà thờ kiến đó các bạn. Thì cũng thấy đang có một số người đang đi quẹo vào trong đó. Đó, thấy chưa? Quẹo vào trong đó đó. Đó, Crystal Cathedral gì đó. Thì nói chung là cái kiến trúc ở đây rất là đẹp. Và qua khỏi cái cây đèn đỏ này lên sẽ tới cái nghĩa trang. Em sẽ cho các bạn xem. Ai chưa xem thì hãy xem tiếp nha. Ai còn mẹ thì hãy yêu thương mẹ mình cho thật nhiều nha các bạn. Đừng có để mất mẹ rồi mơ hối hận nha. Mẹ tôi thức đêm dài. Để coi cái bài mẹ tôi ca sao quên rồi ta. Mẹ tôi suốt đêm ngày nắng trường. Mẹ tôi đau buồn gờ 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 gờ. Quên lờ rồi. Đau thương. Cái bài đó hay lắm mà tự nhiên quên lờ rồi. Ồ, đây là Chris Cataral. Là Crystal luôn nữa. Thì mẹ già như chuối chín cây, không phải của mình, có tranh giành cũng có vậy thôi. Xàm nữa rồi các bạn thấy không? Em xàm nữa rồi đó. Bây giờ mình sẽ sắp sửa tới rồi nha các bạn. Trời ơi, xăng ở đây là 5 đồng 59 luôn. Trời đất ơi, nó canh ngay cái Tết cái nó lên giá xăng. Thiệt khổ, khổ cho thân lộc lê. Đây, mình chuẩn bị tới rồi các bạn ơi. Tết năm này tôi không thèm bánh tét. Tết năm này tôi không thèm pháo nổ vì tiếng em cười. Quên bài luôn rồi. Trời ơi, nó đậu xe đó, xe nó hư hay gì đó. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị vào trong nghĩa trang. Ta 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 ta. Trong đây là không được nói nhiều nè các bạn. Đây, mình đã đi vào đây. Đó, nước ngập chờ mưa. Ủa, sao năm nay bông đây ít vậy ta? Tết không ai được chân bông hết vậy? Cái khu này đây các bạn biết không? Mình đang trong nghĩa trang rồi đó. Cái công viên, cái này gọi là công viên nghĩa trang. Thì ở đây là khu Mỹ với khu Việt. Nhưng mà khu Việt thì bông nhiều lắm. Thì giờ khu Mỹ, cái chỗ này đây là những mỗi thứ ba là họ dẹp hết tất cả bông nha các bạn. Đây, bây giờ mình đi tả mộ. Đây cũng có một số người trên đây rồi đó. Đây, đó cái nhà trước các bạn là nhà thiêu nha các bạn. Bây giờ mình chạy qua đây. Đó các bạn thấy không? Nghĩa trang đây nè, đó khu Việt Nam thì mình thấy bông. Và những cái mộ bia đó là các bạn thấy là mộ bia đứng đó các bạn. Mộ bia đứng thì nó sẽ mắc hơn là mộ bia nằm. Đó, bia đứng mắc lắm. Thấy không? Thấy nghĩa trang chưa? Nghĩa trang buồn tôi đứng.
Sao vô nghĩa trang mà ca sùm vậy trời ơi. Sáng sớm thì cũng có một số người đã đến thăm những người nhà đó các bạn. Thì em cũng là trong những người đó đi tới thăm. Bây giờ mình đã tới rồi. Đây là gọi là làng Vĩnh Phúc. Làng Vĩnh Phúc đó các bạn. Ok, bây giờ mình đi vào thăm mộ nha. Đây, bây giờ mình đi thăm mộ nha. Đây, hai cái bông này đây nè. Các bạn mà có thời gian á, đi vô Costco nó rẻ hơn. Costco có chậu bự hơn này gấp đôi mà có 15 đồng. Còn cái chậu này đó, nhỏ xíu à, 11 đồng chậu. Các bạn thấy mộ không? Chia ra hai bên, một bên thì mộ bia đứng, một bên thì mộ bia bia nằm. Sau cơn mưa trời lại sáng. Chà, ở đây có mấy con chuột nó đào đất rồi nha. Bên kia thì là mộ của những người mà đạo Hồi giáo các bạn. Hình như bông ít hơn mỗi năm á. Trời đất ơi, cái bao lì xì. Tới rồi. Đã mộ cho mẹ ở đây. Ây da. Năm nay là cái năm thứ 23 rồi đó mami. Bông con sẽ để hai bên. Chắc lấy cái bịch này ra cho nó ra nó tươi ha. Ai còn mẹ nhớ thương mẹ nha. Đấy, không có gì quý hơn mẹ của mình. Người mẹ là hy sinh cho tất cả luôn đấy. Mẹ là hy sinh cho tất cả luôn phải không? Ở đây nó có hai cái lỗ đi cho để cắm chậu bông nữa các bạn, nhưng mà không có đem, nó bị lúng, nó bị chơi che xuống dưới đây hết rồi. Nay là 29 Tết rồi mami. Wow, bong bóng rồi. Bài Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ của em á là đạo Cao Đài nha các bạn. Ai còn mẹ thì hãy nên thương mẹ mình thật nhiều nha. 23 năm rồi đấy. Ở đây là cái quan tài nó nằm thẳng dưới đây nè các bạn. Cái đầu là nằm đây luôn nè. Cái bia nó làm sao là nằm vậy đó. Rác. Đi đổ rác. Ở đây là mỗi thứ ba và họ sẽ dọn dẹp những cái bông. Cho nên mình phải đem bông. Như mình muốn để nguyên tuần thì mình để thứ tư mình đem bông tới. Thì họ sẽ giữ luôn tới thứ ba nha các bạn. Cho nên ai còn mẹ hãy thương mẹ mình cho thật nhiều nha. Thôi con đi về nha mami. Bữa khác qua Tết con sẽ dẫn hai đứa nhỏ lên thăm mẹ. Đi bỏ rác. Ở đây thì nó có cái giò nước ở đây nữa nè. Thì có thể tới đây rửa. Mình đem đồ mình rửa đó các bạn. Cái nghĩa trang này đây lúc mà mẹ em chôn á, hai mươi mấy năm về trước là ở đây còn vắng lắm.
Ok, bye mom. Còn vắng lắm các bạn, thì bây giờ cái gì nó cũng cũng đông hết. Nhất là lúc trước á, là ở đây nè, đó là chưa có những cái mộ bia bia đứng. Để hôm qua em thăm bác ba cái, chào bác ba cái. Bác ba còn có người thăm nữa này nè. Đây nè các bạn, bác ba này nè, thấy không? Đó, bác ba đó. Con này về bác ba, Happy New Year. Happy New Year, Mommy. Con về con còn phải có cái công việc nữa. Phải đi chợ mua thêm một chút một mớ đồ nữa, không thôi là không có kịp. Ngày mai là con bận rồi. Ngày mai con bận tới chiều lận. Đó, các bạn thấy những cái nghĩa trang đây không? Đây là những cái mộ mà phải nói là mộ bia mà bia đứng đó. Bia đứng thì nó sẽ mắc hơn là bia nằm. Chẳng hạn như ở đây nè, là bia đôi đó các bạn. Tức là mộ đôi đó. Bây giờ thì thấy người ta bắt đầu đi lên thăm mộ rồi đó các bạn. Giờ mình đi về, em còn đi đổ xăng, rồi đi chợ rồi nữa các bạn, còn mua một số đồ nữa cho nó xong luôn, ngày mai em bận. Giờ mình đi. À, các bạn thấy không? Bây giờ đông rồi. Xe rồi, người ta tới đông rồi đó. Nhớ nha các bạn, ai còn mẹ thì hãy thương mẹ mình cho thật nhiều nha. Đừng để trễ rồi mới thương. Cái khu đất này đây là nó mua riêng hết nè. Nó treo cái bảng riêng hết rồi các bạn. Đó. Đây là cái công viên thôi, công viên nghĩa trang. Công viên nghĩa trang giống như là công viên thủy tinh. Người ta gọi là công viên thủy tiên, cái có người ông luật sư nào nói là công viên thủy tinh mới ghê chứ các bạn. Sau đó người ta ra bài luôn công viên thủy tinh luôn. Đây là công viên nghĩa trang nha các bạn. Em cũng xin chúc những ngày bên Việt Nam là 30 Tết rồi, em chúc các bạn thật là một ngày an khang thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, sức khỏe cũng lúc nào mạnh khỏe nha các bạn. Quan trọng chỉ là sức khỏe thôi. Ai còn mẹ, ai còn cha, nhớ thương cha mẹ mình cho thật nhiều. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như giang suối hiền. Ngày nào nhớ quên lờ hết rồi người ơi. Quên lờ hết rồi các bạn. Thôi em cũng chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe, dồi dào sức khỏe, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, mọi chuyện đều an nhiên, mọi chuyện đều an lạc, quan trọng nhất cũng vẫn là sức khỏe. Có sức khỏe thì chúng ta sẽ có tất cả. Mong mọi người sẽ được vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Ai đang độc thân thì sẽ tìm được người yêu trong năm mới. Ai đang thất nghiệp sẽ tìm được người việc làm trong năm mới. Ai đang nghèo khổ thì sẽ có được một gia tài rất lớn trong năm mới. Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Chúc các bạn thần vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, sức khỏe dồi dào. Nhớ bấm like, bấm share và đặc biệt nhất là đăng ký để mà ủng hộ em nha. Em xin hẹn các bạn vào video kế tiếp. Bye bye. Ôi trời ơi, coi chợ Tết rồi thấy chưa? Đó, quá trời quá đất chưa? Ông xe đến nỗi mà người ta ra đây người ta đậu luôn các bạn thấy không? Em cũng chui ra đây em đậu luôn. Đó, cái này là cái bonus trở lại. 12 giờ trưa là đông lắm.